Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình quay clip để giới thiệu mình có mua được một cặp loa Bose 301 Series 5. Thì đây là hàng chính hãng dành cho thị trường Việt Nam các bạn. Thì hàng này các bạn có thể thấy nó bán trong các siêu thị, ví dụ như là Nguyễn Kim, Thiên Hòa, vân vân các bạn. Rất là nhiều cái siêu thị lớn ở Việt Nam. Thì cặp loa này về trong một cái tình trạng phải nói là rất là đẹp các bạn ha, thì nó chỉ thiếu cái thùng xốp mà thôi. Góc cạnh, bass, rồi màn bass, rồi gân loa, màn chép, cái độ sáng của cái vỏ các bạn ha, độ sáng của những cái chi tiết thì còn rất là mới, và hầu như nếu mà nhìn bình thường thì hầu như không thấy vết trầy luôn các bạn. Đó thì một tí mình sẽ quay cho các bạn chi tiết ha, quay chi tiết sơ các bạn về những cái góc cạnh của cái cặp loa này. Rồi thì sau đó thì mình sẽ chụp những tấm ảnh chi tiết hơn, mình đăng trên cái trang Zalo của mình các bạn ha. Ví dụ một số cái chú bác lớn tuổi á, thì có thể là chưa biết xài Zalo các bạn, thì mình sẽ đăng trong đây nè. Khi mình cài Zalo vào các bạn ha, thì trong cái mục tìm kiếm các bạn ha, mục tìm kiếm thì mình sẽ đây các bạn ha, mình sẽ bấm vô cái mục tìm kiếm là đây, danh bạ các bạn ha, mình sẽ bấm vô mục tìm kiếm là kết bạn này bạn ha, bấm vô cái nút dấu cộng này thì mình sẽ nhập cái số điện thoại của mình vào là 0908 đó. Sau khi mình nhập cái số điện thoại của mình vào các bạn thì mình bấm tìm ha, thì bấm tìm thì nó sẽ ra là cái đây là cái trang Zalo của mình các bạn ha, mình sẽ có đăng rất là nhiều hình ảnh trên đây, nó sẽ chi tiết hơn nha các bạn. Đó rồi ok, thì về cái loa này á, thì mình về được thì nó còn giấy bảo hành các bạn ha. Thì đây là cái trung tâm bảo hành hiện tại của Bose, nó đang nằm ở 103 đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đó, cái đơn vị bảo hành hiện tại là Universal. Đó, đây là thông tin bảo hành sản phẩm các bạn. Thì với những cái dòng loa mà không có công suất của Bose các bạn thì thời gian bảo hành của nó là 5 năm. Thì cái loa này á, là nó mua vào ngày 10 tháng 9 2017, thì nếu đúng ra thì cái ngày hết hạn bảo hành của nó sẽ là ngày 10 tháng 9 năm 2022, thì đồng nghĩa là cặp loa này còn bảo hành trên 1 năm, nên chúng ta xài chúng ta sẽ không có sợ vấn đề gì về hàng nhái hoặc là hư hỏng nha các bạn. Bạn nào sợ vấn đề hàng nhái thì các bạn có thể tham khảo cặp loa này, và thời gian chúng ta còn bảo hành thì mọi vấn đề về loa bass chép chúng ta đều có thể đến trung tâm bảo hành và chúng ta sẽ được sửa chữa miễn phí. Rồi thì cái số series ở đây ha, các bạn nhìn số series ở đây thì một tí nó sẽ trùng với cái số series phía sau cái tem, bạn tí mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành quay cho các bạn xem về góc cạnh nha bạn, chủ yếu là góc cạnh cặp loa này, còn về test chất tiếng thì chắc là video khác mình sẽ test chất tiếng. Rồi ok, thì mình sẽ bố trí lại loa để tiện tiện mình cho những cái góc quay của mình. Ok các bạn, bởi vì cái ánh đèn của mình nó phía xa cho nên nó cái phần phía trước này nó hơi bị khuất cái bóng nha các bạn, cho nên mình sẽ quay những cái góc cạnh, mình sẽ quay từ trên xuống để đảm bảo là cái ánh đèn nó để giúp các bạn nhìn thấy được cái sáng nhất và rõ nhất những cái chi tiết về cái ngoại hình của cái dòng loa này nha các bạn. Thì đầu tiên là cái bên trái nha các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy được đây là những cái góc cạnh của nó. Phần góc cạnh, phần đề can này thì mình không thấy cái vết keo hở các bạn ha, cũng như cái phần nhựa này không có vết trầy ha, không thấy vết trầy ở phần nhựa này đó, và cũng như những cái mép này mình không có thấy được cái vết trầy. Những cái phần ố ố này do là vân tay của mình các bạn, tay mình bám mồ hôi nha. Đó đây, những cái đường nét này rất là bằng phẳng, rất là đẹp. Tương tự thì qua cái bên phía bên này, phía này các bạn ha, các bạn sẽ thấy được những cái phần góc cạnh ở đây đó, phần nhựa này rất đẹp nè, không trầy xước nha các bạn, và những cái phần viền đây khá là đẹp đó. Rồi tương tự cái bên này các bạn ha, rất đẹp, chúng ta không thấy được vết trầy xước luôn. Và dĩ nhiên cặp loa này trong tình trạng mới là nguyên bản của nó nha các bạn, chứ không phải là nó mới nó đẹp, là trong tình trạng đã dặm tuốt đó, thì hàng mới nguyên bản của nó. Rồi ok, đây là phần phía trên, thì tiếp tục mình sẽ quay cái phần cái mặt tiếp theo. Rồi đây là phần bên hông ha, cái phần bên hông mà nó gần cái mặt chép này nha bạn. Đó thì tương tự ha, chúng ta vẫn có cái phần đề can rất đẹp, góc cạnh rất đẹp đó,
không có một cái vết bể nở nha các bạn. Thì dòng loa này thì nó làm bằng cái thùng, nó là ván dạng ván ép, bạc gỗ ván ép cho nên nếu mà bị ẩm thì nó sẽ bị răng 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 những cái, nó bị sẽ chốc, nó bị phồng, nó bị phù lên các bạn đó. Nhưng mà cặp này còn rất là đẹp. Rồi về về cái lỗ mũi chết các bạn ha, thì chúng ta thể thấy nó còn rất là đẹp ha. Lỗ mũi phía bên trong này, một cái lỗ mũi chép nó màu đen còn rất là bóng các bạn ha, chưa có đóng bụi tại các viền này luôn. Với một số dòng loa sử dụng lâu ngày, cái chỗ cái viền, chỗ những cái lớp keo bóng bóng nó sẽ bị đóng bụi nha các bạn. Đó, đó là chuyện bình thường. Như cặp này ít xài đến mức là nó chưa kịp đóng bụi luôn. Rồi cái này tiếp theo là tới cái phần phía bên đây nha các bạn. Phần bên này thì đó, chúng ta sẽ thấy rất là đẹp. Rồi ok, thì tiếp theo là tới cái phần mặt tiếp theo. Rồi mặt phía dưới ha, mặt phía dưới các bạn tham khảo về mặt phía dưới của loa thì nó cũng tương tự mặt phía trên nha các bạn, không thấy chạy xước, không thấy chạy xước, cạnh viền vẫn khá đẹp, tương tự cái mép bên này. Tiếp theo là cái phần mặt phía cạnh còn lại, mặt phía cạnh còn lại. Thì chỉ có một cái điểm mà mình thấy điểm trừ duy nhất ở cái cặp loa này, đó là những cái vết răng nhẹ đây các bạn, hay những cái vết răng nhẹ ở phía này các bạn sẽ thấy ha. Đây là do cái phần này, phần để phía dưới ha, nó có những cái lớp răng nhẹ tí xíu thôi. Và chỉ đây là cái phần khuyết điểm duy nhất của cặp loa này nha các bạn. Còn lại mọi thứ thì hầu như mới. Và đây cũng là rất là bình thường nha các bạn, nó không phải bị bể nở đâu. Do cái miếng keo nó kéo từ bên kia, nó kéo qua tới đây, từ dưới nó kéo lên thì ở giữa nó có một cái khoảng hở thôi. Đó là chuyện bình thường nha các bạn, chứ không phải bị bể nở đâu ha. Các bạn có thể nhìn cái những cái đường nó thẳng tắp. Rồi ok, thì tiếp theo thì sẽ tới phần mặt trước và mặt sau. Rồi về mặt trước á, thì tương tự ha, mình quay lại cho các bạn xem về cái phần lỗ mũi chép của nó ha. Đẹp sáng và bóng zin nguyên bản. Phần e-căng thì không có bị rách nha bạn, e-căng không có bị rách. E-căng rất là đẹp. Nó liền lạc. Thì mình sẽ tháo e-căng ra và quay cái phần bass bên trong. Ok, thì về phần e-căng á, thì trong một cái video clip trước thì mình cũng làm khá lâu rồi, mình giới thiệu về cách phân biệt cái dòng loa Bo 301 Series 5 thông qua đặc điểm bên ngoài các bạn ha. Thì dòng này là dòng nó được làm nhái rất là nhiều trên thị trường, cho nên đợt đó mình có làm một cái clip để chia sẻ kinh nghiệm về của mình về cái việc cách phân biệt loa 301 Series 5 hàng xịn và hàng nhái. Thì có một chi tiết là nó liên quan tới cái e-căng như thế này. Đó là phần những cái phần lo xịn nha các bạn. Đó thì e-căng của nó, đó là nó sử dụng cái lớp lưới nè, nó sẽ bọc vào cái khung nhựa này bằng một cái lớp keo ha, lớp keo rất là xấu ha các bạn, lớp keo rất là xấu mà nó cái dạng nó màu nó ố và nó lem lem như thế này. Đó, đây là một cái lớp keo đặc trưng của Bo. Nếu các bạn nào là thường sử dụng những sản phẩm của Bo thì chúng ta sẽ thấy những cái e-căng của nó thường sử dụng những cái lớp keo như thế này. Đó thì ok, thì bên đây mình có một cái e-căng của một cái dòng cặp loa nhái nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ để ở đây. Hai các bạn có thể trông thấy đây là e-căng của cái chiếc loa hàng nhái. Thì chúng ta sẽ thấy nó rất là đẹp nè. Cái lớp keo của nó không có vết gì lem luôn ha. Đáng lẽ thì hàng xịn nó phải làm đẹp hơn hàng nhái, nhưng mà không phải. Trong trường hợp này á, thì những cái hàng nhái thì cái e-căng nó bọc vào cái khung nhựa rất là gọn gàng, chứ nó không sử dụng cái lớp keo truyền thống của hãng nha các bạn. Đó, và đây là cái phần đây. Rồi đây là cái phần logo của nó sẽ gắn như thế này ha, nó có phần hai cái thanh kẽm mỏng nó kẹp như thế này. Còn cái thằng nhái thì nó dùng cái thanh kẽm to hơn. Đó các bạn. Và cái logo Bo chúng ta có thể thấy ha, logo Bo thì thằng nhái nó có vẻ nó sẽ to hơn cái thằng thật. Đây cho các bạn xem nha. Mình quay đồng góc và cho các bạn xem nha. Đó, đây là cái e-căng của cái cặp loa xịn. Và đây là cái e-căng của cặp loa nhái các bạn. Đó, cái logo nó có vẻ to hơn, nó to hơn cặp nhỏ nha các bạn. Đó. Thì dĩ nhiên có hai cái đây thì các bạn có thể thấy to nhỏ, nhưng mà nếu các bạn đi ra ngoài xem mà nó đưa cho các bạn cặp loa như thế này thì các bạn cũng sẽ không có ước lượng được là cái này nó nhỏ hay nó to nha các bạn. Đó, thì ý là có cái thông tin gì thì mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn về cái phần này thôi. Đó, đây là phần nhái nha các bạn, đó rất là đẹp. Đó, còn phần xịn thì nó lem đem như thế này đây.
Rồi, ok. Rồi thì tiếp theo là tới phần củ bát bên trong bạn ha. Củ bát bên trong thì để xem nha bạn. Đây. Ha, đây là những cái dòng mà sản xuất những cái năm mà 2010 mười mấy các bạn ha, những cái dòng đang bán mà siêu thị. Thì cái đặc điểm của nó là cái màng của nó là một cái màng xám các bạn ha. Màng xám gân nó hơi vàng. Chứ nó không có một cái dạng như là màng mà màng xanh rồi gân nó hơi trắng trắng xám xám giống như những cặp loa mà 301 và hàng bãi thị trường nước ngoài về, nghĩa là những cái loa mà sản xuất đã lâu đời rồi các bạn, thì màng nó sẽ là màng xanh và nó sẽ là nó nhẵn hơn. Còn bên đây là nó màng nó là nó hơi xám và nó hơi sần sùi các bạn đó. Rồi thì tương tự cái loa bên này các bạn đó, thì lớp keo lên một lớp keo bóng của nó dán nha, có vẻ nó dán không được đẹp bằng những cái dòng loa đời đầu, nhưng mà không sao, đây vẫn là hàng chính hãng nha các bạn. Còn về cái vấn đề cái lỗ mũi các bạn, hay về lỗ mũi, một số anh em hỏi nhìn thẳng thấy cái côn bên trong là nhái mà nhìn không thấy là hàng thật. Nhưng mà vấn đề là khi chúng ta thấy hay không là do cái ánh đèn các bạn ha. Nhiều khi cái ánh đèn của chúng ta gọi ở một cái góc độ chiếu sáng nào đó thì mình sẽ thấy được cái con lo cũng cùng một cái lo thôi, nhưng mà tùy cái góc đèn, nếu có góc đèn thì bạn sẽ thấy, còn góc có góc đèn thì bạn sẽ không thấy. Nhưng mà đó cũng vẫn không phải là một cái yếu tố để chúng ta xác định đây là xác định hàng nhái hoặc hàng thật nha bạn. Đó, nó không có bị phụ thuộc vào cái phần có thấy lỗ mũi hay không đó. Còn về cái vấn đề gân ha, cặp lo này như ngoại hình của nó thì nó rất là mới, thì dĩ nhiên cái gân của nó vẫn còn rất là mới cứng các bạn ha, chứ nó không phải là những cái dòng mà đã đánh nhiều rồi bị nhão hoặc là bị mục gân ha, bị nhão lo vân vân, không có. Cặp lo này là gân còn zin cứng các bạn, nhìn được các bạn thấy được cái độ mới của cái gân nha các bạn, độ mới của cái gân đó. Còn về ốc vít á, thì theo mình thấy có vẻ là những dòng ốc vít này nó chưa được mở nha bạn. Cặp lo này mới mới đến mức là theo mình đoán là những con ốc vít này nguyên bản của nó chưa bao giờ bị mở ốc vít các bạn ha, mình chưa thấy những cái vết răng để mở con ốc vít này đó. Dĩ nhiên bạn nào có nhu cầu về dòng loa này, nếu muốn mình tháo bên trong đi kiểm tra thì mình sẽ tháo nó, còn không thì mình sẽ để như vậy nha các bạn. Đó, rất đẹp. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay cái mặt phía dưới. Phần phía dưới loa thì cũng tương tự các bạn ha, nó còn rất là đẹp. Thì nhìn nhanh về cái phần phía này đi, phía này thì từng cái góc góc cạnh, từng cái miếng keo cho em bạn, hai miếng đề can đây thì nó chưa có bị bong chóc các bạn ha, chưa có bị bong chóc đó. Và những cái lớp vết cắt này là vết cắt nguyên bản nha các bạn. Chúng ta sẽ thấy là những chỗ nó đen và những chỗ là nó vàng là của cái phần mặt cưa, của cái phần gỗ các bạn đó ha, là nó xen kẽ lẫn nhau đó các bạn, nó xen kẽ lẫn nhau. Một số cái dòng loa mà khi chúng ta xài lâu ngày mà nó bị hở như thế này nè, hoặc là nó bị phù lên các bạn, bị phù cái phần phần lớp này nè, thì một số người dặm tuốt á, họ ưa có kiểu là họ sẽ lấy cái phần giấy nhám các bạn, cái phần nào mà bị phù lên ha, họ sẽ chà bằng cái phần giấy nhám đó và họ sẽ xịt cái sơn đen lên, và sau đó những cái phần mà bị bong chóc ở đây bị rớt ra thì họ sẽ chét một cái lớp bột hoặc một lớp keo nào đó, và sau đó họ sẽ xịt xịt sơn lên, đen lên. Nên khi mà chúng ta thấy một cặp loa nào đó mà có những cái lớp sơn bóng 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 ở đây ha, và phía mặt này á, là nó có một cái lớp sơn bóng bóng mà khác màu á, thì đó là do sử dụng lâu ngày để ẩm ướt á, thì nó sẽ bị bong lên. Thì những cái người thợ dặm tuốt họ sẽ chà cho bằng và họ xịt sơn lên, và họ sẽ chét keo lên những cái phần này, và họ chà bằng và họ sẽ xịt sơn lên. Đó là cái phần những phần họ dặm tuốt bạn. Còn lo zin thì nó sẽ như thế này bạn, lo zin nó sẽ như thế này. Nên kinh nghiệm chúng ta nhìn thì đó là kinh nghiệm của mình. Rồi thì về phần cái phần nhựa ở đây quá đẹp rồi các bạn ha, chúng ta thể thấy không có vết chảy xước nào luôn, vẫn còn rất là bóng ha. Đây là những cái phần bụi bặm mà khi lo mình đem về thì mình vẫn chưa có vệ sinh các bạn ha. Các bạn sẽ thấy phần bụi bặm phía sau bên này đó, các bạn sẽ thấy những phần bụi bặm ở đây mình chưa vệ sinh luôn, nó còn rất là đẹp, mình cho nên mình quay luôn các bạn đó. Rồi thì về cái phần accessory các bạn ha, accessory thì ok, thằng phía bên này bạn nhìn ha, các bạn thấy đọc số, cái mình đọc số cuối thôi, 70087BB. Cái thằng bên này là lo red left nè, lo bên trái nè, 70087AB. Ở đây là lo right bên phải là 70087BB. Thì trong cái giấy bảo hành của mình á, trong cái giấy bảo hành của mình á thì nó ghi là gì, accessory là gì đó, 0087BB ha, ở trên cũng là 0087BB. Nó chỉ cần ghi một bên được thôi, thì AB với BB là trùng một cặp bạn, thì trên đây nó chỉ ghi một cái mà thôi đó. Thì với dòng 301 này á, thì series 5 á, thì số series của nó sẽ là trùng nhau và nó sẽ khác cái chữ AB và BB dành cho bên trái hoặc là bên phải thôi đó.
Ok, thì nói chung tình trạng cặp loa này rất là đẹp nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ các bạn Zalo của mình. Nếu bạn nào ngại cái vấn đề hàng giả thì xài hàng này cũng rất là ok nha các bạn. Đó, hàng mới chúng ta còn bảo hành, chơi không sợ vấn đề gì cả. Đặc biệt cặp loa này về khi mình mới ôm nó ra thì nó còn mùi thơm ha, mình đảm bảo với các bạn là nó còn mùi thơm nha các bạn. Cái mùi thơm đặc trưng của dòng loa này. Với những dòng loa bên nước ngoài các bạn thì do khí hậu của nó là ôn đới các bạn ha, thường là nó khí hậu sạch sẽ, nó không có nóng, nó không có ẩm, nó không có bị gió biển nhiều, cho nên khi mà những cặp loa hàng bãi về Việt Nam, những cặp còn mới thì nó sẽ có cái mùi thơm. Còn những cái dòng loa mà phân phối cho thị trường Việt Nam á, chúng ta mới mua về thì nó rất là thơm, nhưng mà khi xài một thời gian chúng ta để bên ngoài nó bị gió, bị này bị kia, khí hậu chúng ta không sạch các bạn, thì nó sẽ cái mùi nó sẽ bị bay, nó sẽ bị bay nhanh hơn đó. Riêng cặp loa này còn mới thì khi bạn mới đem về thì các bạn khui thùng ra thì mình đảm bảo bạn sẽ nghe được một một cái mùi đặc trưng của cái dòng bô này đó. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào mới vào kênh thấy hay thấy thích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như để xem nhiều cái video clip khác về các dòng loa của bô hoặc là JBL vân vân, thì các bạn Zalo của mình để xem nhiều hình ảnh hơn và tiện trao đổi. Nếu bạn nào mà gọi mình không được thì cứ để tin nhắn lại Zalo cho mình nha các bạn, tại vì mình đi làm giờ hành chính cho nên ít khi nào mình có thể nghe máy được. Rồi hẹn các bạn ở video clip lần sau.